Hello mọi người, như mọi người cũng thấy thì trước mặt em là bệnh viện Nguyễn Trãi, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây những ngày qua phải tách đôi ra theo cái điều động của Sở Y tế, một nửa để điều trị bệnh nhân thường và một nửa để điều trị Covid-19. Thì hiện nay cái số lượng ở đây khoảng 150 giường, nhưng mà đã lên đến 170 bệnh nhân Covid-19 rồi và nhiều trường hợp nặng đang hồi sức. Thì trước cái tình hình khó khăn chung, bệnh viện đang rất cần nhiều những cái đồ bảo hộ và khẩu trang y tế, thì hôm qua một số mạnh thường quân em đã liên hệ và quyên góp được hơn 150 triệu chia ra, và hôm nay em sẽ tặng cho bệnh viện mình 300 cái khẩu trang và 300 đồ bảo hộ chuẩn 3M. Xin cảm ơn mạnh thường quân trong một cái thời gian rất là ngắn, chưa đầy 24 giờ thôi, đã giúp cho em hoàn thành được cái đợt đầu tiên kêu gọi này. Vậy là em mới vừa trao xong 300 bộ đồ bảo hộ với lại 300 cái khẩu trang N95 cho bệnh viện Nguyễn Trãi. Thì bây giờ chiếc xe của tụi em sẽ tiếp tục đến với bệnh viện thu dung điều trị Covid-19 số 10, là cái nơi đóng quân của bệnh viện tai mũi họng, các bác sĩ bệnh viện tai mũi họng thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng đang rất là thiếu khẩu trang với lại đồ bảo hộ. Những cái ngày giãn cách ở Sài Gòn thì như mọi người thấy đường rất là vắng, và kế bên kia là có một cái chốt kiểm soát dịch. Mong là thành phố sớm qua được cái kiếp nạn này. Con số bệnh nhân bữa giờ là tăng khủng khiếp rồi. Đây là người bạn đồng hành nha mọi người nha. Anh Tình là ở quản lý nhà của em. Thì anh Tình nghe được cái chuyện là cần cái xe vận chuyển, anh cũng hỗ trợ rất là thương trong cái mùa này. Thấy là mọi người xích lại gần nhau nhiều quá. Tới bệnh viện dã chiến số 10. Vô đây thấy rất là may mắn khi mà vẫn chưa thành F0. Đây thôi mọi người, những cái chuyến xe chở F0 đến bệnh viện dã chiến số 10 đây. Để mọi người thấy là cái tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh căng thẳng như thế nào. Từng đoàn xe nối dài. Đây là tòa nhà Novaland nhé, rất là lớn, nhưng mà được tận dụng để mà đưa những cái F0 không triệu chứng và nhẹ đến điều trị.